Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Tân Tân Watch vừa tiếp nhận một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Audemars Piguet thuộc bộ sưu tập Royal Oak Offshore phiên bản vàng đúc. Thì AP là một thương hiệu hàng đầu Thụy Sĩ với giá thành, bộ máy và giá trị thương hiệu đều rất đáng để sở hữu. Đây là phiên bản mới nhất và hãng cũng đã ngưng sản xuất rồi nên nó mang một giá trị rất là lớn và cảm ơn khách hàng đã tin tưởng Tân Tân để trao gửi một tài sản lớn như vậy. Hiện tại, chiếc đồng hồ này nó đã bị hỏng kim. Kim dây nó vẫn còn hoạt động, tuy nhiên kim giờ và kim phút của nó đã không còn chạy nữa. Thì hãy cùng theo dõi xem quá trình mà Tân Tân cứu sống chiếc đồng hồ này nhé. Đầu tiên, các bạn hãy cùng Tân Tân khám phá sơ qua về mẫu đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ được làm bằng vàng đúc 18K nguyên khối. Các bạn sẽ thấy những chuyện vàng được khắc ở mặt đáy và khóa của đồng hồ. Bộ máy trang bị trên mẫu đồng hồ này là máy in-house của AP, Calibre 3126. Bây giờ bác thợ kỹ thuật bên mình sẽ tiến hành tháo vỏ đồng hồ ra. Một con đồng hồ như AP thì không có gì để chê rồi, mọi thứ đều được làm rất chắc chắn. Ấn tượng của mình về mẫu đồng hồ này có lẽ là quá nhiều ốc. Bác thợ kỹ thuật bên mình phải vặn ra rất nhiều lớp ốc khác nhau mới lấy ra được bộ máy đồng hồ. Về độ hoàn thiện, chất lượng thép của AP nhìn sướng thật sự. Đúng là thương hiệu top đầu có khác. Do đây cũng là một chiếc đồng hồ khá là phức tạp nên mình cũng không thể quay nhiều được, chỉ quay được những bước cơ bản thôi, mong các bạn thông cảm. Nếu như các bạn thích về chủ đề này thì lần sau mình sẽ quay kỹ hơn. Sau khi tháo các chi tiết đồng hồ ra và vệ sinh sạch sẽ thì đây là bước lắp máy lại và chai dầu cho đồng hồ. Đây cũng là bước quan trọng nhất, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Và bộ máy đồng hồ đã hoạt động ổn định lại, các kim đồng hồ đều chạy tốt. Thợ kỹ thuật bên mình sẽ đo sai số một lần nữa trước khi lắp máy. Sau khi bảo dưỡng thì chúng ta sẽ tiến hành đo đạc thông số. Đây là bước mà chúng ta chắc chắn 100% rằng đồng hồ đã sẵn sàng để trả lại cho khách. Thì theo như mình thấy ở đây á, thì là bộ kim của nó đã hoạt động lại bình thường rồi. Và các thông số hiển thị ở trên bảng cũng đã rất là ổn định. Thì chỉ còn chờ bàn giao lại cho khách thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên follow Tân Tân Watch để không bỏ lỡ những video hay nhất về đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại.